Rồi, chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh giới thiệu sản phẩm của công ty Tahiko. Thì ngày hôm nay đây mình giới thiệu với tất cả mọi người một cái sản phẩm mới của bên công ty. Đó là cái bình phun bọt tuyết với cái thương hiệu là Kokoro. Thì như các bạn thấy ở trên video đây là một cái bình bọt tuyết, nó có cái sức chứa khoảng tầm 60 lít. Đây là sơ bộ về cái ngoại hình bên ngoài của nó này. Thương hiệu là Kokoro ha. Đây là một cái phần đằng sau, những cái nút điều chỉnh của nó này. Thì để mình giới thiệu sơ bộ qua về cái bình này. Thì với cái bình bọt tuyết này á, bình chứa của nó là 60 lít này. Nó cũng có đầy đủ tất cả các bộ phận giống như những cái bình bọt tuyết mà chúng ta đã coi và cũng đã từng sử dụng. Thì đầu tiên thì như các bạn thấy ở đây, đây là cái ống để mà căn cái mực nước khi mà chúng ta đổ nước vào bình này. Thì nước đổ tới đâu thì cái ống này nó sẽ dâng lên và nó sẽ căn theo để mình biết được lượng nước trong bình là bao nhiêu. Và cũng dựa vào cái khoảng này để chúng ta pha cái lượng dung dịch bọt tuyết vào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai như ở đây thì các bạn thấy đó là cái đồng hồ để đo cái áp lực đi vào bình này. Thì cũng giống như tất cả các bình bọt tuyết khác thì áp lực cho vào trong cái bình này thì nó cũng chỉ dao động từ 4 đến 5 kg thôi. Đồng hồ này để căn cái lượng áp lực chúng ta điều chỉnh làm sao cho nó phù hợp và đảm bảo an toàn cho cái bình này. Đó. Tiếp theo trên phần trên này luôn đó là cái van an toàn. Đó. Đây là cái van an toàn của cái bình bọt tuyết này. Cái van an toàn này nó có một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là khi mà cái áp lực của cái bình mà nó vượt quá cái khả năng cho phép và cái khả năng quy định của nó thì cái van này nó sẽ tự bung ra, nó tự xì cái lượng hơi ở trong bình ra để đảm bảo an toàn, tức là tránh cái trường hợp mà khí trong bình này nó nén quá nhiều để nó dẫn đến những cái trường hợp xấu. Đó. Ở đây thì bình này thì nó có thêm hai cái tay cầm, hai cái tay cầm bằng inox này để các bạn cầm và di chuyển, thêm một cái tay ở đằng sau khi mà chúng ta di chuyển để đẩy đi. Đó. Về khu vực phần dưới này thì chúng ta thấy nó bao gồm có một cái chân để trụ vào đằng trước này, tức là để cho cái bình này khi mà chúng ta để một chỗ chúng ta sử dụng nó không kéo đi, nó không bị lay động. Và có hai cái bánh xe đằng sau để chúng ta dễ dàng di chuyển. Đó. Ở phần này thì nó có hai cái đầu để xịt ra bọt tuyết ra, nó khác với những cái bình khác là nó có hai cái vòi phun, tức là một cái ở đây thì người ta để tức là phòng ngừa cái trường hợp mà cái bên này nó bị hư. Đó. Và người ta sẽ để chờ ở đây. Đó. Và cái đầu này thì đương nhiên nó để gắn cái vị trí của cái ống để xịt bọt này. Đó. Cái ống để xịt bọt thì chúng ta sẽ vặn trực tiếp vào đây. Đó. Và có thể hoặc là vặn vào bên này khi mà cái trường hợp bên này nó bị sự cố chẳng hạn. Đó. Tiếp theo ở bộ phận trên này thì các bạn thấy đây là đó là cái một cái một người hay gọi là có thể gọi là cái lon inox để căn cái lượng dung dịch mà chúng ta cho vào bình. Và đó cũng là một cái đường để chúng ta bơm nước vào bình. Có một cái van đây. Khi chúng ta mở như thế này thì tức là để chúng ta đổ nước vào trong và dung dịch vào trong. Và cái cốc này thì để chúng ta căn cái lượng dung dịch bao nhiêu để cho nó phù hợp với cái lượng nước trong bình của mình, để bọt nó ra được đều hơn, được đẹp hơn. Đó. Còn khu vực phía sau này đây, rất nhiều những cái van và cái bộ phận để điều chỉnh này. Thì đây là cái van, hay còn gọi là van xả hơi ra này. Đó. Hai cái van này là để làm gì? Thì hai cái van này cái mục đích chính của nó là để phục vụ cho cái việc điều chỉnh cái lượng bọt xịt ra đặc hay là loãng, thì nó sẽ phù hợp với từng cái bên để mà gắn vào cái ống này. Đó, như hai cái lỗ cái này để gắn cái ống kia thì một trong hai mình sử dụng cái nào thì mình sẽ điều chỉnh cái van đó để cho nó phù hợp. Đó. Tiếp theo đây, dưới này là cái khu vực cái van cấp hơi vào. Đây là cái đầu ổ đuôi chuột để cấp cái ổ vi cấp hơi vào trong bình này. Đây là cái van điều chỉnh áp lực. Đó. Cái van này khi mà chúng ta sử dụng thì các bạn nhớ là nhấc lên, giật lên như thế này. Chúng ta có thể vặn thì mới vặn được. Vặn theo chiều kim đồng hồ thì là tăng áp, ngược chiều kim đồng hồ thì là giảm áp. Và khi chúng ta điều chỉnh xong thì các bạn lưu ý một điều là chúng ta nhấn xuống như thế nào để nó cố định, nó không bị chạy. Còn đây là cái van cấp hơi vào này. Đây là đường dẫn hơi đi vào bình. Cái bình này nó có một cái điều đặc biệt là cái van dẫn hơi này nó nằm bên trong bình luôn, nó không nằm nổi ra bên ngoài nữa. Đó. Đây là cái van, ví dụ khi mà muốn ngắt hơi vào bình thì chúng ta có thể đóng cái này lại. Đó. Rồi, đây là một cái van khác nữa.
Cái van này có một cái nhiệm vụ chính, đó là để làm gì? Đó là để xả cái lượng hơi trong bình khi mà chúng ta pha cái bình dung dịch mới. Tức là sao? Tức là khi mà các bạn sử dụng cái bình này, cái dung dịch trong bình hết và chúng ta cần phải châm nước và dung dịch mới vào, thì trước tiên thì chúng ta phải ngắt cái đường cấp hơi này lại này. Đó. Và chúng ta xả cái này ra để cho hơi trong bình nó xả hết ra. Sau đó chúng ta sẽ mở cái cốc này lên để chúng ta châm nước và dung dịch lại như lúc ban đầu. Đó. Và khi mà châm nước đây thì xong, dung dịch xong thì chúng ta lại khóa lại và bắt đầu mở cái van hơi này ra để cấp nước vào, à để cấp hơi vào và bắt đầu lại sử dụng. Đó. Có một số lưu ý khi mà các bạn sử dụng cái bình dung dịch này, tức là sao? Tức là khi đó như mình vừa nói này, cái van này là để xả này, thì khi mà xả cái van này ra thì chúng ta có phải ngưng cấp hơi vào bình. Đây là một cách có thể là vặn cái van này, đó là một cách. Cách thứ hai là chúng ta có thể rút trực tiếp ở đây ra, không cho cái ổ bi kết nối vào cái đường hơi này vào nữa. Đó, để chúng ta xả cái này ra mà bắt đầu châm dậy dung dịch mới. Đó. Khi các bạn lưu ý là nhớ là một số lưu ý này là khi mà xả hết hơi ra rồi chúng ta hẳn mở cái cốc này nhé. Chứ không nếu chúng ta mở cái cốc này thì cái lượng bọt nó còn ít ở trong bình ấy, nó sẽ bắn ngược lên trên, nhiều khi nó dính vào người hoặc vào mắt thì nó rất là không tốt. Đó. Một cái điều lưu ý thứ hai nữa là cái van này thì chúng ta cũng hạn chế điều chỉnh này. Van này hạn chế điều chỉnh. Đó. Cái van này chúng ta hạn chế điều chỉnh lại, bởi vì nó điều chỉnh nó quá nhiều thì nó rất dễ bị hư hại ha. Đó. Một số cái lưu ý. Và có một cái điều lưu ý nữa là cái lượng hơi cấp vào bình nhá. Ở đây người ta có ghi này, áp lực sử dụng là chỉ từ 4 đến 5 kg thôi ha. 4 đến 5 kg thôi. Đó. Rồi, ok, vừa rồi thì mình có giới thiệu qua về cái sản phẩm bình bọt tuyết Kokoro 60 lít và cái cách sử dụng cũng như một số cái lưu ý khi mà chúng ta sử dụng cái bình này. Thì để biết thêm thông tin chi tiết về cái sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp số hotline ở trên video hoặc là truy cập vào trang web tahiko.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ like và subscribe.